Chào mừng các bạn đến với cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013. Mình tên là Nguyễn Phương Thanh Vy, mình 19 tuổi, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay Thanh Vy đang là người mẫu cho một số báo tin. Thanh Vy có sở thích đó là đọc sách, viết chuyện, uống trà và bữa ăn gia đình. Viết chuyện thì Thanh Vy đã có cho mình một vài tác phẩm nhỏ. Và Thanh Vy có hy vọng rằng sau này trong tương lai Thanh Vy sẽ có thêm cơ hội để được giới thiệu những tác phẩm đó đến với các bạn. Khi đến với cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013, Thanh Vy rất vui và hào hứng khi có cơ hội được vào vòng chung kết. Các bạn có biết không, khi vào vòng chung kết, Thanh Vy có thêm cơ hội được làm việc với các ekip và đội ngũ chuyên viên vô cùng chuyên nghiệp. Các nhiếp ảnh gia, các chuyên viên làm tóc, chuyên viên make up cũng như stylist, mọi người vô cùng thân thiện và hòa đồng để giúp cho Thanh Vy có thêm nhiều tự tin hơn và thêm nhiều năng lượng cũng như bản lĩnh để tiếp tục tham gia và hoàn thành tốt cuộc thi của mình. Các bạn ơi, bây giờ Thanh Vy sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi chợ rất lâu đời ở đất Sài Gòn, đó là chợ Bến Thành. Bến Thành là khu chợ cổ và nổi tiếng nhất hiện nay tại Sài Gòn. Nằm ngay khu vực trung tâm của thành phố, ngôi chợ cổ kính này dần trở thành biểu tượng của Sài Gòn với gần 100 năm chứng nhân lịch sử và biết bao nhiêu biến đổi thăng trầm của thành phố. Với tần suất buôn bán tấp nập và vô cùng đông đúc, ngôi chợ lâu đời này góp phần vào một bộ mặt nền kinh tế, nói lên sự phát triển một thành phố thương mại lớn nhất nước, là nơi giao hòa giữa Sài Gòn xưa và nay. Hiện nay chợ Bến Thành đã trở thành một trong những địa điểm tham quan không thể thiếu của bất cứ du khách nước ngoài nào khi đặt chân đến với thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ cho mình là Nguyễn Phương Thanh Vy các bạn nhé.